Xin chào quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh tại sân vận động Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của giải vô địch quốc gia Nightwolf năm 2022. Đây được coi là trận derby của những người hàng xóm, và cả hai đội đang bước ra sân và chuẩn bị bước vào trận đấu này. Nhiệt độ trên sân vào thời điểm này đó là 31 độ C, thời tiết không có nắng. Chúng ta có thể thấy trên sân Vinh cũng có gió, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng chuyên môn của trận đấu này và không ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ hai bên. Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu. Đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An với trang phục màu vàng truyền thống sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải nhỏ quý vị và các bạn. Với việc Osini có mặt trên hàng công cùng Olaha đã giúp cho hàng công của Sông Lam Nghệ An có một thế trận cân bằng hơn. Đây là cơ hội, không vào. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi, nếu như tung ra một cú sút sẽ nguy hiểm hơn. Quá đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đó là một đường truyền cực kỳ tốt của Ola và khoảng trống dành cho đồng đội. Nhưng rất tiếc trong tình huống này. Đó là Văn Hiệp. Khá nguy hiểm. Một pha đá phạt bóng đi chìm và thủ môn Văn Hoàng đã phải ngả người để cản phá pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt bóng đi khá xoáy của Văn Hiệp. Khi họ biết chắc rằng thi đấu trên sân của Sông Lam Nghệ An thì đội chủ nhà sẽ dâng cao đội hình để tổ chức đánh đầu vào. Những đợt tấn công của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, và bây giờ đã có bàn thắng của Osuni. Một pha đánh đầu quá hay của Osuni. Rất đẹp mắt để cho Osuni đánh đầu vào góc cao hạ gục Môn Quang Tuấn bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An. Ở mùa giải trước thì chúng ta thấy chỉ có một mình Olaha là thi đấu đơn độc trên hàng công, nhưng mùa giải này đường truyền của Trung Học đã bị bắt bài. Bóng lại đến chân đối với các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giang chân Quách Tân rất nhanh, giang chân Quách Tân tạt bóng vào trong. Những cố gắng của Giang Trần Quách Tân, anh có pha tạt bóng vào trong khá nguy hiểm nhưng không có đồng đội nào theo kịp đường truyền vừa rồi. Osini quá hay. Đây là Phan Văn Đức. Phan Văn Đức dứt điểm, bóng đi vót xa. Phan Văn Đức luôn có những pha bóng táo bạo như vậy, và anh đã có những siêu phẩm cho riêng mình. Vượt qua Gian Clesio và đưa ra pha dứt điểm ngay. Đường chuyển sai của Văn Đức, và ngay lập tức thì Olaha đã giành lại bóng. Osini quá dẻo, dứt điểm không vào, bóng đã đi vào ma lưới. Chúng ta cùng xem lại pha bóng rất hay của Osini. Với việc ghi được bàn thắng ở trong trận đấu này thì Osini đã có 2 bàn thắng cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Ola! Trong tình huống vừa rồi thì Gian Clesio đã theo rất sát đối với Olaha. Ở vòng đấu trước thì Olaha cũng đã có một pha lập công vào lưới câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ một tình huống tấn công bên phải tương tự. Đường truyền vào cột trước rất nguy hiểm của đồng đội Olaha. Đường truyền quá hay, Giang Trần Quách Tân. Pha khống chế đầu tiên là không hợp lý một chút nào của Giang Trần Quách Tân. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Giang Trần Quách Tân và cản phá tốt, đánh đầu không vào. Một pha đánh đầu đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Hoàng. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm để có thể thấy rõ cầu thủ nào của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một pha đánh đầu nguy hiểm như vậy. Đó là trung vệ Đào Văn Nam.
nếu như đánh đầu bóng đi lệch ra đôi chút nữa. Và tập bóng của Văn Đức đã không đến được vị trí của Trung Học. Bây giờ là phản công dành cho Sông Lam. Không vào. Một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Phan Văn Đức khi quan sát thấy thủ môn Quang Tuấn lên cao, và anh đã thực hiện ngay tình huống dứt điểm từ xa. Một pha dứt điểm ở khu vực giữa sân. Rất may cho Hồng Linh Hà Tĩnh và rất may cho thủ môn Quang Tuấn là bóng đã không bay vào lưới. Nếu như bóng bay vào lưới thì anh cũng không thể cản phá. Bao lô rất nguy hiểm. Một pha cứu thua tuyệt vời của thủ môn Văn Hoàng sau pha đá phạt của Paulo. Ban tổ chức trận đấu yêu cầu quý khán giả không cưa bóng trong quá trình diễn ra rất căng. Giang Trần Quách Tân. Vẫn là Giang Trần Quách Tân. Pha khống chế thật không thực sự tốt của Giang Trần Quách Tân. Quả đá phạt góc. Giang Trần Quách Tân đánh đầu không được. Đó là pha bằng vào của Giang Glacio. Nhưng đến thời điểm này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 1-0.